Sudah ada daunnya. Enggak bagus sih. Em thì muốn rụng mắm. Ừ. Đau mắm. Này nhiều quá. Mày không? Ở gì? Không lần lắm.
Trầm máu. Cô đi qua thêm cá cũng được. Nó thêm một cái lúa chân lông. Mai mà em không thức khuya chắc còn nhiều nữa. Mấy giờ ngủ? 10 giờ ngủ hả? 10 giờ ngủ, 6 giờ dậy. Sớm á. Dạ, ngủ đúng giờ dậy đúng giấc nữa. Chứ không thức khuya lại một nữa. Thế là với lại cái trò em thức khuya em thức cũng được. Quen rồi đúng không? Dạ. Tôi cũng chịu đau cũng giống người bên kia cũng hơi đau.